Ok, trong video ngày hôm nay mình sẽ thử vẽ tranh bằng một chất liệu cực kỳ mới, đó chính là bút bi. Nói thật, bút bi là một cái chất liệu mà tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có ngày tôi sẽ thử. Tại vì tôi rất là ghét vẽ bút bi. Còn lý do tại sao mà tôi ghét bút bi thì tôi nhớ là hình như là tôi có chia sẻ trong một video rồi. Ngồi quá lâu rất là không tốt cho lỗ đít. Sau khi search Google và các tài liệu liên quan đến kỹ thuật vẽ bút bi thì tôi có thể nhìn ra được cái kỹ thuật vẽ bút bi này và cách điều khiển cái bút nó không khác gì so với khi chúng ta sử dụng bút chì. Cái tài liệu mà tôi search được ở trên mạng nó cũng nhiều vãi đái, và cho nên là tôi cũng chỉ tổng hợp lại được một số cái kỹ năng mà tôi cho là nó dễ hiểu nhất thôi nhá. Ok, kỹ thuật căn bản nhất đó là kỹ thuật phạt. Kỹ thuật này rất đơn giản, các ông chỉ cần phạt đi phạt lại nó thật đều tay là được. Thì các ông chỉ cần điều chỉnh cái lực bút làm sao cho nó thật là chuẩn là được. Chứ đừng có nhắm mắt rồi nghiến răng vào cào như kiểu cào mặt nghĩa cũ là ăn cứt đấy. Cái kiểu này tôi nghĩ là ông nào mà vẽ tranh bút chì thì nó quen rồi, thì làm quen bút bi nó cũng không đến nỗi quá khó đâu. Ok, áp dụng những cái điều mà tôi vừa nói thì bây giờ chúng ta sẽ thử đánh bóng một quả cạc. À, một quả cầu nhá. Khi mà đánh bóng quả cầu này thì cách đánh bóng cũng không khác gì nhiều so với bút chì. Tuy nhiên thì khi mà đánh bóng bút chì thì nếu mà cái đoạn nào mà nó bị ganh quá ấy, thì các ông có thể sử dụng ngón tay để di lên cái phần chì đấy cho nó mịn bớt, đúng không? Nhưng mà bút bi thì không làm được như vậy. Cho nên chúng ta này chỉ có cách đó là đánh bóng lên thật như là nhiều lớp. Nãy giờ tôi nói chuyện như kiểu là dân vẽ bút bi chuyên nghiệp ấy. Nhưng mà các ông nên nhớ rằng từ đầu video tôi đã nói rằng đây là lần đầu tiên tôi vẽ bút bi, cho nên là tôi cũng chỉ là một thằng tay mơ thôi, các ông hiểu không? Cho nên là mấy bạn đừng có xăm soi quá nhé. Xét cho cùng thì tôi thấy hiệu ứng của bút bi với bút chì nhìn xa nó chẳng khác gì nhau. Có khi là bút bi là chỉ để cho mấy ông chuyên vẽ tả thực gọi là phô diễn cái trình độ thôi, chứ còn theo tôi thì chúng ta vẫn nên sử dụng bút chì thì nó hay hơn, mà nó linh động hơn. Nhưng mà bút bi thì nó vẫn có một số cái hay riêng của nó. Ví dụ như là nó dễ bảo quản hơn. Ví dụ như là tranh chì mà bảo quản không tốt thì sau một thời gian cái bột chì có thể nó sẽ bị phai. Còn mực của bút bi thì nó rất là dễ bảo quản. Các bạn có thể yên tâm rằng bức tranh này nó sẽ được bảo quản tốt cho đến khi các bạn tỏi, thì đến con cháu các bạn nó sẽ bảo quản thay. Sau khi vẽ cái quả cầu này tôi mới có rút ra được một cái lưu ý dành cho các ông này. Thì là sau khi chúng ta đánh bóng quá nhiều ấy, thì ở cái đầu bút nó sẽ luôn xuất hiện những cái lợn cợn, cái vón cục của mực, cái cặn mực ở đầu bút ấy. Lúc đấy vẽ nó sẽ rất là khó chịu. Thì các ông thi thoảng khi mà vẽ thì lau cái đầu bút đi một tẹo nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những cái tư thế, những cái kiến thức mà chúng ta vừa thử để vẽ hẳn một bức tranh nhé. Bức tranh này là hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam. Sở dĩ mà các ông thấy cô gái trong bức tranh này trông bẩn bẩn quê quê là vì đây là bức tranh đã được chụp cách đây hơn 100 năm. Có nghĩa là đây là hình ảnh tiêu biểu của những người phụ nữ Việt Nam thời phong kiến ấy. Và tính đến cái thời điểm bây giờ thì tôi nghĩ là cô gái trong cái bức ảnh này đã xuống lỗ rồi. Mà nếu còn sống chắc là cũng móm mém rụng hết răng rồi. Đây là một hình ảnh tiêu biểu của những người phụ nữ Việt Nam ở miền Bắc trong những cái năm chiến tranh. Kiểu như là đầu đội giấy và mặc yếm. Bây giờ có bạn gái nào tầm khoảng 15 đến 20 tuổi mặc cái bộ đồ này ra đường đảm bảo sẽ bị gọi là đồ thần kinh ngay. Nhưng mà trong những cái năm này thì đây chính là cái mốt thời thượng, hiểu không? Và hình ảnh này là cô gái này đang cắn một miếng trầu. Hình như là nhai trầu là để nhuộm răng đúng không? Hay là để làm gì? Tôi không biết, nhưng ngày xưa tôi thấy bà tôi hay nhai trầu. Lúc nhổ ra nó đỏ y như máu, trông sợ vãi lìn. À còn cái mốt nhuộm răng thì thấy bảo là những ai mà nhuộm răng càng đen thì là càng đẹp đúng không? Nhuộm răng là phải đen y như hạt na. Không biết là những cái hóa chất dùng ở nhuộm răng nó có gây hại gì cho cơ thể không nhỉ? Hay là răng đen tẩy răng như vậy có nó có hại gì cho răng không? Theo như lời bà tôi kể, sau khi nhuộm phải kiêng cữ rất là nhiều thứ thì nó mới đen đẹp được. Nhưng ví dụ như là bà tôi ngày xưa là cũng nhuộm, nhưng mà nhuộm nhưng mà không chịu ăn kiêng, cho nên là răng bà tôi nó cũng đen y như hạt na, nhưng mà là na xanh, có nghĩa là cái màu đen nó loang lổ ấy, trông kinh vãi. Bây giờ cái mốt nhuộm răng đen mà nó còn tồn tại đến bây giờ thì không biết là những ngôi sao ca sĩ của chúng ta trông nó sẽ như thế nào nhỉ. Anh em xíu. Còn cái việc mà hóa chất nhuộm răng nó có gây hại gì cho răng không thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ chắc là không đâu, tại vì răng bà tôi khỏe lắm. Bà tôi nhai mía thì gọi là cực kỳ bá đạo. Bà tôi nhai mía nha, cái bã mía nhổ ra nó khô quắt lại. Máy ép mía phải gọi bằng cụ. Bà tôi bây giờ ông già khu đế rồi. Năm nay bà cũng khoảng đến hơn 90 tuổi rồi. Tuy nhiên nó vẫn còn khá là khỏe mạnh. Bà tôi còn là người sống qua cái nạn đó năm 1945 cơ. Có nhiều chuyện hay lắm. Nhưng mà tôi sẽ kể cho các ông nghe vào những cái video khác. Còn video này thì qua lại tập trung vào chủ đề chính đã.
Quay lại vấn đề thì trước khi vẽ cái bức tranh này tôi đã từng thử qua rất là nhiều loại bút bi, từ loại đắt có, loại rẻ cũng có. Tuy nhiên thì tôi thấy cái loại bút bi nó mà gọi là hiệu quả nhất để vẽ thì tôi thấy cái loại là bút Thiên Long là cái loại nó phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chính là cái mà tôi đang cầm đây này. Thì tôi nhận ra rằng đó là những cái bút bi mà cái ngòi bi, cái viên bi nó quá to ấy, thì nó rất là khó cho việc mình đánh bóng và tỉa. Còn tôi còn thử qua cả các loại bút có mực nước, ví dụ như là cái bút chữ A này thì cái mực của nó quá ướt và rất là khó điều chỉnh. Tốt nhất là vẽ bút bi không nên động vào bút chữ A, ok. Và bút Thiên Long là cái bút gọi là dễ dùng nhất. Như là tôi nhắc lại ở đầu video, tụi nó nói rằng là đây chỉ là lần đầu tiên tôi vẽ, có nghĩa là tôi không thuộc cái, có nghĩa là cái lĩnh vực vẽ bút bi nó chưa phải thuộc về chuyên môn của tôi. Cho nên là nó chắc chắn là bức tranh này nó sẽ còn rất là nhiều sơ sài. Tuy nhiên ấy, nếu mà cái video này mà đạt được khoảng 5.000 like đi, nếu mà đạt đủ 5.000 like thì tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các kỹ thuật vẽ bút bi và sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà tôi kích cóp được lên những cái video tiếp theo. Nhớ nhé, like nhiều vào. À, thêm một kinh nghiệm nữa tôi muốn nói cho các ông biết, đó là khi nếu mà các ông có điều kiện ấy thì các ông nên mua một cái găng tay. Mọi người có biết cái găng tay của cái bọn nó chuyên vẽ kỹ thuật số không? Chuyên vẽ máy ấy, đấy, mua cái đấy về đeo vào. Thì bởi vì trên bức tranh sẽ có những cái khu vực màu mà mực của bút bi nó vẫn chưa khô, mà khi vào tay của chúng ta tì vào đấy thì nó sẽ bị bẩn tranh. Đây là ví dụ như là cái khu vực này này. Đấy, cái đó thì mọi người nên rút kinh nghiệm nhé. Ok, cuối cùng thì bức tranh vẽ bằng bút bi đầu tiên trong cuộc đời của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nhìn ở cái cự ly này, các ông nhìn trông nó chả khác gì tranh bút chì đúng không? Đấy chính là một cái lý do mà tôi không hề thích tranh bút bi đấy. Thực tình để mà nói thì tôi cũng đã từng vẽ tranh bằng bút sắt, ví dụ như là bức tranh này chẳng hạn. Theo như các ông nhìn ở đây thì đây là một bức bút bi, còn đây là một bức bút sắt. Thì rõ ràng là nhìn cái hiệu ứng của bút sắt trông hay hơn hẳn so với bút bi đúng không? Bút bi nhìn xa nhìn trông có khác gì tranh bút chì đâu. Và theo đánh giá của tôi là tôi đã thử vẽ bằng cả hai phương pháp, cả hai chất liệu, và một là bút sắt và một là bút bi, thì theo tôi thấy thì bút bi nó khó hơn bút chì và dễ vẽ hơn bút sắt. Bút sắt này là vẽ bút mực này, khó điều chỉnh hơn rất nhiều, nhưng mà bù lại thì cái hiệu ứng nó tạo ra nó hay hơn. Và một cái đặc và bút bi có một cái đặc điểm rất là khó chịu, đó là vẽ sai là không thể tẩy được, cho nên là mình vừa vẽ mình phải nắn nót từng chi tiết một. Và có một điều khá là may mắn là sau khi vẽ xong bức tranh này, lỗ đít của tôi vẫn còn nguyên. Tôi thì là tôi không thích vẽ tranh bút bi rồi. Tuy nhiên thì các ông ấy, nếu là người xem video ấy, nếu cảm thấy muốn xem những video tiếp theo về chuyên về vẽ bút bi thì như tôi vừa nói rồi đấy, like cái video này nhiều vào. Nếu đạt đủ 5.000 like thì tôi sẽ làm những cái video vẽ bằng bút bi sau. Còn nếu không đạt đủ 5.000 like á thì dẹp. Thế nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe kênh này để nhận thông báo về video tuần sau nhé.